Đây là cách kiếm thêm vài triệu dễ dàng nè anh chị. Đó, bỏ vô cái hộp ha, rồi đóng lại tăng cái giá trị nó lên rồi bán kiếm thêm vài triệu. Nhưng mà lâu dài là không được anh chị. Làm 1 2 năm đua thì được chứ còn mà lâu dài cả đời như em thì thua ha. Dòng này là iPad Gen 10, 256 GB, máy mới chưa kích hoạt luôn nha và kích hoạt ra là đủ 12 tháng. Đây, em vừa check rồi nè. Đó, thì bây giờ coi như anh chị nghĩ mình bán cái hộp giấy này đi, ve chai đi được mấy triệu đó, rồi bán ve chai đó, để dành tiền đó mua cái iPad Pro nghe cho đã lỗ tai ha. Mẫu này thì rất là đẹp anh chị đó, mẫu thiết kế mới viền cạnh vuông nè, nhìn rất là, nói chung là nhìn rất là đẹp luôn. Nút nguồn này nó có dấu vân tay nữa nha, đó tích hợp dấu vân tay luôn. Thì màn hình con này là Retina, rồi là RAM 4 GB, cái này anh chị giải trí hay chơi game thì thoải mái hết ha. Và những cái hàng này thì nó sẽ không có nhiều anh chị, thường thường nó sẽ có vài chục chiếc trên mỗi lô hàng thôi, thì anh chị phải nhanh, không nhanh là chắc chắn không bao giờ còn nữa đó. Anh chị nghĩ đi, một cái máy mới tinh tươm luôn, phụ kiện ha zin theo máy hết nè đó, cáp dù ha và cốc zin theo máy, tất cả những cái gì trên đây đều là zin chính hãng hết, không zin em cường tặng máy thế thôi. Nó có màu vàng nè, màu xanh, màu hồng, màu bạc nữa, đầy đủ màu cho anh chị lựa chọn. Loanh quanh 12 củ thì con máy này em phải nói là vô địch trong tầm giá rồi ha. iPad anh chị biết rồi, siêu bền và cực kỳ ổn định ha. Nếu mà tablet thì nó là số 1 hiện tại bây giờ trên thế giới.